Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 20 tháng 5 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Xiaomi mới đây đã mang đến tin vui với các tín đồ fabless khi tiết lộ Mi Max 2 ngay trước thềm ra mắt. Theo đó, Mi Max 2 sẽ có hai phiên bản cấu hình, một phiên bản thường sở hữu vi xử lý Snapdragon 626, RAM 4GB và phiên bản cao cấp hơn chạy chip Snapdragon 660. Cả hai phiên bản đều sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, bo cong ở các góc và cạnh, màn hình 6,4 inch Full HD, bộ nhớ trong 128GB, viên pin khủng 5000 mAh và chạy giao diện MIUI 8 trên nền Android 7.1.1. Xiaomi sẽ chính thức ra mắt Mi Max 2 vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Nếu máy tính của bạn bị nhiễm WannaCry, thứ mà mã độc tống tiền nổi đình đám, thì rất có thể bạn sẽ may mắn lấy lại được tệp tin của mình mà không cần trả tiền chuộc. Mới đây, Arian Gilnet, một nhà nghiên cứu an ninh mạng của Watch Lab, đã phát hiện ra WannaCry không hề xóa bộ nhớ con số là chìa khóa của việc mã hóa trước khi giải phóng bộ nhớ liên quan. Chính vì vậy, Gilnet đã tung ra một công cụ giải mã ransomware WannaCry mang tên WannaKey để thử nghiệm. Và ngay sau đó, một công cụ tương tự là WannaKiwi đã được tạo ra bởi nhà nghiên cứu bảo mật Benjamin Delpy dựa trên phát hiện này. Công cụ này có thể hoạt động trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 và 2008. Nhưng điều kiện để thành công là bạn không được khởi động lại máy tính sau khi bị nhiễm ransomware và cần một chút may mắn nữa. Bạn có thể tải hai công cụ này về từ YouTube theo link bên dưới phần miêu tả nhé. Vừa qua, Netflix đã chặn không cho phép người dùng đã root máy tải về ứng dụng của họ trên Google Play, và trong tương lai sẽ còn có nhiều ứng dụng làm được điều này. Bởi Google mới đây đã thay đổi chính sách ứng dụng, thêm tùy chọn Safari Net Exclusion trong Device Catalog để cho phép nhà phát triển chặn những thiết bị không đạt chuẩn hoặc không được chứng nhận bởi Google download ứng dụng của họ nếu muốn. Trong số đó bao gồm các thiết bị đã root và chạy custom ROM. Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ có thể cài đặt ngoài thông qua APK, trừ khi Google muốn chặn nốt cả điều này. Nhưng trong tương lai gần thì có lẽ câu trả lời là không. Đây là một cách để Google đảm bảo quyền lợi thu nhập các nhà phát triển và kiểm soát giúp các thiết bị chạy hệ điều hành của hãng ít gặp nguy cơ lan truyền mã độc hơn. Sau khi giới thiệu HTC U11 vài ngày thì mới đây, nhà sản xuất Đài Loan đã đăng tải video kỷ niệm 20 năm chặng đường đổi mới của mình trong thị trường di động đầy sự thách thức mà họ đã trải qua. Đoạn video trên cho thấy HTC đã đạt nhiều thành tựu quy mô lớn như phân phối một trong những chiếc điện thoại 3G đầu tiên và cũng là một trong những chiếc điện thoại tích hợp GPS đầu tiên. HTC cũng tạo ra HTC Thunderbolt là smartphone Android 4G đầu tiên trên thế giới. HTC One M7 là chiếc smartphone đầu tiên có thiết kế kim loại nguyên khối với anten nằm trong, tạo ra một trải nghiệm VR mới mẻ và tuyệt vời với Vive. Tất cả với mục đích giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Hy vọng với Flagship U11 và những thiết bị mới trong tương lai, HTC sẽ tiếp tục được truyền thống sáng tạo và đổi mới của mình. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm Nay Có Gì Hot tuần sau.